Tài của tùy chỉnh hay phong tục, bạn có nghĩa là gì bởi tùy chỉnh? Danh từ phong tục nghĩa là một tập quán lâu đời của một người, chẳng hạn như thói quen hàng ngày, hoặc một nhóm, chẳng hạn như một tập quán văn hóa, là một tính từ tùy chỉnh mô tả một cái gì đó được làm theo các thống số kỹ thuật độc đáo, đặc biệt là một cái gì đó độc nhất vô nhị. Ví dụ về tùy chỉnh là gì? Phong tục được định nghĩa là một truyền thống hoặc một cách thông thường để cư xử. Một ví dụ về phong tục là người Công giáo bỏ thịt vào các ngày thứ sáu trong mùa chay. Một cách hành xử thông thường được hoặc theo thói quen. Khoa học tùy chỉnh là gì? Các cử nhân khoa học quản lý hải quan là một khóa học đại học 4 năm dành cho những cá nhân muốn theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực môi giới hải quan hoặc trong lĩnh vực vận tải và quản lý chuỗi cung ứng. Tầm quan trọng của tùy chỉnh là gì? Phong tục là một phương tiện quan trọng để kiểm soát hành vi xã hội. Tầm quan trọng của phong tục trong xã hội không thể bị giảm thiểu. Chúng mạnh đến nỗi không có ai có thể thoát khỏi tầm bắn của chúng. Chúng điều chỉnh đời sống xã hội, đặc biệt là ở những người mù chữ ở mức độ lớn và rất cần thiết cho đời sống của một xã hội. Các nhiệm vụ hải quan là gì? Thuế hải quan là thuế đánh vào các hàng hóa khi chúng được vận chuyển qua biên giới quốc tế. Nói một cách dễ hiểu, đó là loại thuế đánh vào xuất nhập khẩu hàng hóa. Chính phủ sử dụng thuế này để tăng doanh thu, bảo vệ các ngành công nghiệp trong nước và điều tiết sự di chuyển của hàng hóa. Phong tục và văn hóa là gì? Văn hóa là một tổng thể phức tạp bao gồm tín ngưỡng, tri thức, lễ nghi, đạo đức, phong tục tập quán và các thói quen, năng lực khác của con người. Phong tục là một cách cư xử truyền thống hoặc làm điều gì đó cụ thể cho một địa điểm, thời gian hoặc xã hội cụ thể. Tại sao phong tục và truyền thống lại quan trọng? Truyền thống đại diện cho một phần quan trọng của nền văn hóa của chúng tôi. Chúng giúp hình thành cấu trúc và nền tảng của gia đình và xã hội của chúng ta. Truyền thống cũng củng cố các giá trị như tự do, đức tin, sự chính trực, một nền giáo dục tốt, trách nhiệm cá nhân, một đạo đức làm việc mạnh mẽ và giá trị của lòng vị tha. Phong tục là một phần của văn hóa phải không? Một tùy chỉnh được định nghĩa là một văn hóa ý tưởng, đó mô tả một thường xuyên, hành vi khuôn mẫu được coi là đặc trưng của cuộc sống trong một hệ thống xã hội. Bắt tay, cúi chào và hôn, tất cả là các phong tục, đều là những phương pháp chào hỏi mọi người. Phương pháp được sử dụng để phổ biến nhất trong một xã hội nhất định, giúp phân biệt nền văn hóa này với nền văn hóa khác. Phong tục xã hội là gì? Tập quán xã hội là những hành động, cách cư xử và các tiêu chuẩn được chia sẻ và mong đợi một nền văn hóa cụ thể. Vì lý do này, những người từ các nền văn hóa khác nhau hành động và cư xử khác nhau tùy theo phong tục xã hội của họ. Tuy nhiên, nhiều phong tục xã hội này đã lỗi thời và nên được loại bỏ. Phong tục được tạo ra như thế nào? Tập quán có thể phát triển từ một điều khoản hiệp ước có thể khái quát hóa và một quy tắc tập quán ràng buộc và một điều khoản hiệp ước đa phương để cùng một chủ đề
có thể tồn tại mãi mãi. Một quốc gia phong tục là gì? Hải quan là một cơ quan hoặc cơ quan của một quốc gia chịu trách nhiệm thu thuế và kiểm soát luồng hàng hóa, bao gồm động vật, phương tiện vận chuyển, đồ dùng cá nhân và các mặt hàng nguy hiểm vào và ra khỏi một quốc gia. Phong tục có thể là luật, phải không? Phong tục được coi là một thực tế như một luật. Trên thực tế, nó chỉ đơn giản là sự lặp lại thường xuyên và miễn phí của các hành vi liên quan đến cùng một điều. Như một quy luật, nó là kết quả và hệ quả của một thực tế. Phong tục là một quá trình ứng xử theo thói quen, như được những người có liên quan tuân thủ một cách thống nhất và tự nguyện. Tập quán trong xã hội là gì? Phong tục tập quán được định nghĩa là một ý tưởng văn hóa mô tả một hành vi thường xuyên. Khuôn mẫu được coi là đặc trưng của cuộc sống trong một hệ thống xã hội. Bắt tay, cúi chào và hôn, tất cả là phong tục, đều là những phương pháp chào hỏi mọi người. Phương pháp được sử dụng phổ biến nhất trong một xã hội nhất định, giúp phân biệt nền văn hóa này với nền văn hóa khác. Nhớ subscribe hay đăng ký.